Xin chào khách hàng đang sử dụng dịch vụ của WebNow. Trong đoạn clip này, WebNow sẽ hướng dẫn quý khách hàng quản trị website. Đầu tiên, quý khách sẽ nhấn vào đường link đã được WebNow đã gửi kèm với tài khoản quản trị, hoặc quý khách có thể tự thao tác trên trình duyệt. Đầu tiên, chúng ta sẽ nhập địa chỉ website, sau đó chúng ta sẽ nhập thêm các ký tự gồm dấu xuyệt WP gạch nối admin như cái phần mà WebNow đang tô đậm ở đây. Sau khi quý khách nhập đường link này và nhấn Enter thì hệ thống sẽ chuyển đến giao diện để chúng ta có thể đăng nhập như trên màn hình. Thì ở đây quý khách sẽ tiến hành nhập tên người dùng và nhập mật khẩu. Thì hai cái thông tin này đã được WebNow cung cấp cho quý khách thì chúng ta chỉ cần copy và nhập vào đây. Sau đó chúng ta tiến hành đăng nhập. Sau khi đăng nhập thì hệ thống sẽ chuyển đến trang quản trị để quý khách có thể thực hiện các chỉnh sửa trên website. Ở phía bên trái cái trang quản trị là thanh công cụ. Đầu tiên, WebNow sẽ hướng dẫn quý khách thực hiện đăng bài viết mới lên website. Tại thanh công cụ, quý khách tìm đến một bài viết, chúng ta click chuột vào. Khi click chuột vào một bài viết thì ở giữa màn hình nó sẽ xuất hiện những cái bài viết đã được đăng tải lên website. Để đăng một bài viết mới thì quý khách nhìn ở phía dưới cái mục bài viết này, nó có cái dòng thêm bài viết thì chúng ta sẽ click chuột vào cái dòng thêm bài viết này. Cái giao diện đăng bài viết nó sẽ có hai phần, đầu tiên là phần thêm tiêu đề và phần thứ hai là cái ô lớn. Và ở cái ô lớn này quý khách sẽ tiến hành nhập tất cả những cái nội dung bài viết vào cái ô lớn này, còn cái dòng ở trên đó là cái tiêu đề chính của bài viết. Ví dụ chúng ta viết một bài viết về tin tức. Ví dụ chúng ta viết một bài viết về những mẫu nhà đẹp 2024. Thì chúng ta sẽ nhập tiêu đề chính của bài viết là những mẫu nhà đẹp 2024 ở cái dòng đầu tiên. Sau đó chúng ta di chuyển con trỏ chuột xuống cái ô lớn bên dưới. Thì tại đây quý khách sẽ tiến hành nhập hết cái nội dung của bài viết. Bài viết của chúng ta có bao nhiêu nội dung thì chúng ta sẽ nhập hết vào cái ô lớn này. Và quý khách nhìn ở phía trên cái ô này, nó sẽ có các cái công cụ để chúng ta chỉnh sửa nội dung của văn bản. Ví dụ ở đây chúng ta có thể in đậm nè, in nghiêng, hoặc là canh giữa, canh phải, canh trái. Chúng ta click vào cái biểu tượng này để hiển thị thêm nhiều cái công cụ chỉnh sửa. Ví dụ ở đây là nó sẽ có cho phép tô màu văn bản. Đây, chúng ta đã tô màu được cái dòng chữ này. Để có thể chèn một cái hình ảnh vào trong nội dung này, quý khách nhìn ở phía trên cái thanh công cụ nhỏ này, nó có cái mục thêm media, thì chúng ta click vào mục thêm media. Tiếp tục nhìn ở phía góc bên trái, nó có cái dòng tải file, chúng ta click chọn tải file. Tiếp tục nhìn ở giữa màn hình, nó có cái ô chọn tập tin, chúng ta click chọn tập tin. Và sau đó quý khách sẽ tiến hành tải cái hình ảnh mà chúng ta muốn chèn vào bài viết từ máy tính của mình. Ở đây WebNow sẽ tải một hình ảnh bất kỳ. Đây WebNow sẽ tải cái hình ảnh bất kỳ lên hệ thống. Và khi mà hình ảnh nó đã hiện lên như thế này là chúng ta đã tải lên hệ thống thành công. Và nó có cái dấu tích xanh ở trên, có nghĩa là chúng ta đang chọn cái hình ảnh đó. Ví dụ chúng ta muốn bỏ chọn thì chúng ta click vào hình ảnh đó một lần nữa thì nó sẽ mất cái dấu tích xanh và chúng ta sẽ chọn hình ảnh khác. Thì hình ảnh khác nó sẽ hiện lên cái dấu tích xanh như thế này. Chúng ta chọn hình ảnh này và quý khách nhìn ở phía góc bên phải nó có cái chữ chèn vào bài viết. Chúng ta sẽ click chọn chèn vào bài viết. Thì như vậy là cái hình ảnh này sẽ được chèn vào bài viết thành công. Và quý khách có thể chỉnh sửa hình ảnh này, ví dụ chúng ta muốn căn giữa thì chúng ta sẽ click vào biểu tượng căn giữa hoặc là căn trái. Để thay đổi kích thước hình ảnh này, quý khách sẽ nhấn giữa một góc của hình ảnh. Sau đó chúng ta kéo ra thì nó sẽ thay đổi kích thước lớn hơn, hoặc nhấn giữ để kéo vào thì nó sẽ thu nhỏ hình ảnh lại. Để chèn một dòng chú thích ngay bên dưới hình ảnh thì quý khách sẽ click vào cái biểu tượng cây viết này. Quý khách nhập ở cái ô chú thích. Ví dụ ở đây chúng ta nhập mẫu nhà 01. Sau đó chúng ta chọn cập nhật. Thì ngay lập tức ở bên dưới cái hình ảnh này nó sẽ xuất hiện một dòng chú thích là mẫu nhà 01. Tương tự đối với các cái nội dung và các cái hình ảnh khác, quý khách cũng sẽ thao tác giống như vậy. Sau khi chúng ta thao tác nhập hết toàn bộ nội dung của bài viết rồi thì bước tiếp theo chúng ta sẽ chọn chuyên mục cho bài viết. Quý khách nhìn ở phía bên phải, cái cột ở bên phải này chúng ta cuộn xuống, tìm đến cái phần chuyên mục. Ở đây chúng ta sẽ chọn chuyên mục cho phù hợp. Ví dụ ở đây nó là một cái bài viết thuộc về dịch vụ xây dựng thì chúng ta sẽ chọn dịch vụ xây dựng.
Nó là bảng báo giá thì chúng ta sẽ chọn bảng báo giá. Còn nó là công trình tiêu biểu thì chúng ta sẽ chọn là công trình tiêu biểu. Và lưu ý là ở đây chúng ta sẽ chọn đúng cái danh mục cho nó, cái chuyên mục cho nó để nó hiển thị đúng trên website. Ví dụ bài viết này nó là một cái bài viết về dịch vụ xây dựng mà chúng ta chọn là quản lý vận hành thì nó sẽ không có phù hợp với những cái bài viết trong cái quản lý vận hành này. Do đó chúng ta cần chọn đúng chuyên mục ở đây. Sau khi đã chọn chuyên mục xong rồi thì quý khách tiếp tục cuộn chuột xuống bên dưới. Chúng ta tìm đến cái phần ảnh đại diện. Chúng ta chọn đặt ảnh đại diện. Và cũng chúng ta cũng sẽ tải cái file hình ảnh mà chúng ta muốn đặt ảnh đại diện từ máy tính của mình. Chúng ta tải lên hệ thống. Sau khi mà tải cái hình ảnh lên thành công như thế này, chúng ta sẽ chọn đặt ảnh đại diện. Và cái hình ảnh đại diện nó hiện lên như thế này là đã đặt ảnh đại diện thành công. Và bước cuối cùng là chúng ta sẽ đăng cái bài viết này lên website. Đối với cái phần chuyên mục lúc nãy, cái chuyên mục này, nếu quý khách muốn thêm một chuyên mục mới hoặc xóa một chuyên mục đã có thì chúng ta sẽ thao tác như sau. Quý khách nhìn ở phía bên dưới cái mục bài viết ở bên thanh công cụ. Ở dưới nó có cái phần chuyên mục. Chúng ta sẽ click vào cái dòng chuyên mục này. Thì ở giữa màn hình bên đây đó chính là những cái chuyên mục đã có trên website của chúng ta. Chúng ta muốn xóa chuyên mục nào thì chúng ta chỉ cần rê chuột vào cái chuyên mục đó, chúng ta chọn xóa là cái chuyên mục này sẽ được xóa đi. Để thêm một chuyên mục mới thì quý khách sẽ nhìn ở phía bên tay trái này, cái chỗ thêm chuyên mục. Đầu tiên là tên của chuyên mục, quý khách sẽ nhập tên của chuyên mục mới. Ví dụ trên website của chúng ta chưa có chuyên mục tin tức và chúng ta muốn thêm một cái chuyên mục tin tức thì chúng ta sẽ nhập tin tức vào cái ô tên này. Và sau đó chúng ta chỉ cần chọn thêm chuyên mục. Như vậy là chúng ta đã thêm được cái chuyên mục tin tức này thành công. Tương tự đối với nếu mà chúng ta muốn thêm những cái chuyên mục khác thì chúng ta chỉ cần thao tác tương tự như vậy. Tiếp theo Webnow sẽ hướng dẫn quý khách thực hiện chỉnh sửa trực tiếp trên website. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái trang chủ của website. Thì quý khách nhìn ở phía trên website, lúc này chúng ta sẽ có cái dòng màu đen như thế này. Chúng ta sẽ rê chuột vào cái phần sửa trang. Khi mà rê chuột vào á thì ở phía bên dưới nó sẽ xuất hiện dòng chữ Edit with UX Builder. Và quý khách lưu ý là chúng ta chỉ rê chuột vào thôi, chúng ta không click chuột vào sửa trang. Thì chỉ khi rê chuột vào á thì ở dưới nó mới xuất hiện cái dòng chữ này. Chúng ta sẽ click chọn Edit with UX Builder. Lúc này hệ thống sẽ cho phép chúng ta chỉnh sửa trực tiếp trên website của mình. Ví dụ đầu tiên là cái banner này, quý khách chỉ cần click vào cái banner. Thì ở phía bên trái của nó sẽ xuất hiện cái hình banner thu nhỏ như thế này, cái phần mà Webnow đang khoanh tròn. Thì để thay đổi thì quý khách chỉ cần chọn Trend Media. Sau đó nó sẽ hiển thị lên giao diện, nó tương tự như cái lúc mà quý khách chèn hình ảnh vào bài viết. Lúc này chúng ta sẽ chọn tải file, chọn tập tin. Và chúng ta sẽ chọn cái hình ảnh banner mới mà chúng ta muốn đổi từ máy tính. Ví dụ Webnow chọn một cái hình ảnh bất kỳ như thế này. Chúng ta sẽ tải cái hình ảnh này lên hệ thống. Sau khi hình ảnh tải lên xong rồi, quý khách chỉ cần chọn cập nhật cho nó thì ngay lập tức cái banner của chúng ta sẽ được thay đổi thành hình ảnh banner mới. Đối với các cái nội dung này cũng vậy, để chỉnh sửa thì quý khách chỉ cần double click chuột vào và chúng ta sẽ thực hiện chỉnh sửa lại nội dung mới. Sau đó chúng ta chọn OK. Tương tự đối với các cái nội dung thì chúng ta chỉ cần double click chuột vào và thực hiện chỉnh sửa lại, sau đó chọn OK. Đối với các cái title ở đây cũng vậy, quý khách sẽ click chuột vào đây và chúng ta nhìn bên trái ngay cái chỗ title này, chúng ta sẽ tiến hành cập nhật lại cái nội dung mới cho nó. Tương tự ở dưới đây cũng vậy. Đối với thằng này, ví dụ chúng ta thấy cái phần này cái dòng chữ nó đang hiển thị sai thì chúng ta chỉ cần click chuột vào, sau đó chúng ta nhìn qua bên title, chúng ta xóa bỏ cái dòng chữ đang bị sai thì nó chỉ còn lại thi công như thế này. Đối với các cái đánh giá nhận xét của khách hàng, đối với cái đánh giá này á, để chỉnh sửa thì chúng ta cũng chỉ cần double click chuột vào, chúng ta cập nhật lại cái thông tin mới,
Sau đó chúng ta chọn OK. Còn hình ảnh thì chúng ta sẽ click vào hình ảnh này. Thì ở bên trái của nó sẽ xuất hiện cái hình ảnh. Và quý khách chỉ cần chọn Trend Media và chúng ta tải cái file hình ảnh mới từ máy tính của mình lên. Sau đó chọn cập nhật. Ví dụ WebNow chọn cái hình ảnh này, cập nhật, thì ngay lập tức nó sẽ thay thành cái hình ảnh, thành hình ảnh mới cho chúng ta. Sau khi thực hiện xong mấy cái chỉnh sửa này hết rồi thì quý khách lưu ý là chúng ta nhìn ở phía góc bên trái màn hình, nó có cái ô màu trắng dòng chữ apply như thế này. Chúng ta sẽ chọn apply, tiếp tục chúng ta chọn update. Vì khi chúng ta thực hiện thêm hai cái bước này, hệ thống nó mới lưu lại hết mấy cái chỉnh sửa của chúng ta. Nếu như chúng ta không thực hiện hai cái bước này thì khi chúng ta thoát ra thì những cái thông tin nó sẽ quay trở lại như cũ. Ví dụ ở đây WebNow không có chọn update mà WebNow thoát ra luôn. Thì quý khách thấy là cái banner nó đã quay trở lại như cũ, nó không có cập nhật thành banner mà chúng ta vừa mới chỉnh sửa. Tiếp theo là cái phần footer, là cái phần WebNow đang khoanh tròn. Để chỉnh sửa cái nội dung ở cái phần này, quý khách sẽ rê chuột vào và chúng ta nhìn ở phía trên nó xuất hiện một cái lock, chúng ta sẽ chọn UX Builder. Và lúc này chúng ta chỉ cần double click chuột vào cái nội dung này. Sau đó chúng ta cập nhật lại hết cái thông tin. Chúng ta chọn OK, chọn Apply, chọn Update là xong. Đối với cái hình ảnh logo ở phía bên trái, chúng ta chỉ cần click chuột vào. Sau đó nhìn ở phía bên trái nó có cái hình ảnh logo thu nhỏ như thế này. Chúng ta chọn Trend Media. Và chúng ta chọn cái hình ảnh mà chúng ta muốn hiển thị ở đây. Chúng ta chọn cập nhật. Như vậy là cái hình ảnh đó nó sẽ được cập nhật thành công trên cái phần footer này. Sau đó chúng ta chọn Apply và chọn Update để lưu lại những cái thao tác mà chúng ta vừa chỉnh sửa. Tiếp theo là cái trang liên hệ. Cách chỉnh sửa nó cũng tương tự như trang chủ, thì chúng ta cũng sẽ rê chuột vào sửa trang. Tiếp tục chọn Edit with UX Builder. Ở đây thì chúng ta chỉ cần double click chuột vào. Sau đó chúng ta cập nhật lại thông tin mới, chúng ta chọn OK, chọn Apply và chọn Update. Đối với trang giới thiệu thì cái thao tác chỉnh sửa nó cũng giống như trang chủ và trang liên hệ, nó không khác gì hết. Đối với những cái thông tin này thì chúng ta chỉ cần rê chuột vào nó sẽ xuất hiện cái block. Sau đó chúng ta chọn UX Builder. Khi chọn UX Builder rồi á, thì chúng ta sẽ có thể chỉnh sửa được các cái thông tin. Ví dụ cái thông tin, cái dòng chữ chạy ở đây, thì chúng ta chỉ cần chỉnh sửa lại cái thông tin của cái dòng chữ này. Sau đó chúng ta chọn Apply và chọn Update. Đối với các cái thông tin này, số điện thoại, tư vấn thiết kế, thì chúng ta chỉ cần rê chuột vào. Quý khách nhìn thấy cái edit block ở đây nó có hai cái. Nếu mà edit block chữ chạy thì nó là chỉnh sửa cái dòng chữ đang chạy ở đây. Còn cái edit block 2.header thì nó chính là những cái phần thông tin ở đây. Thì chúng ta sẽ chọn UX Builder ngay cái phần header này để có thể chỉnh sửa được cái thông tin này. Ở đây chúng ta double click chuột vào để chúng ta cập nhật lại thông tin số điện thoại hoặc là các cái thông tin nội dung này. Sau đó chúng ta chọn OK. Tương tự bên đây cũng vậy. Ví dụ chúng ta muốn ghi rõ ra là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng Hồng Hải luôn, thì chúng ta có thể cập nhật lại ở phần này, địa chỉ, hotline, fanpage. Sau khi cập nhật xong hết rồi thì chúng ta sẽ chọn OK, chọn Apply, chọn Update. Như vậy là chúng ta sẽ có thể chỉnh sửa thành công. Như vậy là WebNow đã hướng dẫn cho quý khách một số thao tác để chúng ta có thể chỉnh sửa trên website của mình. Trong quá trình sử dụng website, nếu có một số thắc mắc cần hỗ trợ về mặt kỹ thuật, quý khách có thể liên hệ với WebNow. Đội ngũ kỹ thuật viên của chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách trong